Quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường vì sao rộ tin đồn Tổng Bí Thư Trọng sắp nghỉ. Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa có quyết định triệu tập kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp này dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 1, bế mạc vào ngày 18 tháng 1 năm 2024. Tờ báo Việt Nam Net vào ngày 7 tháng 1 đưa tin với tiêu đề kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 khai mạc ngày 15 tháng 1. Bản tin cho biết Tại phiên họp tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội đề nghị Chính Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5 xem xét thông qua dự thảo Luật Đất đai có sửa đổi, dự thảo các tổ chức tín dụng sửa đổi nếu đủ điều kiện. Kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ 5 sẽ khai mạc vào ngày 15 tháng 1, hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ. Theo đó, chiều ngày 8 tháng 1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc phiên họp lần thứ 29 để cho ý kiến về việc chuẩn bị cho kỳ họp bất thường này đồng thời xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền theo giới quan sát nếu suy luận rằng phương pháp loại trừ dựa trên căn cứ mức độ quan trọng của kỳ họp bất thường lần thứ năm liên quan đến các vấn đề về nhân sự nếu có thay đổi thì các chức danh liên quan đến nhân sự của ủy ban thường vụ quốc hội đó có thể là chủ tịch hội đồng dân tộc chủ nhiệm Quốc ủy ban của quốc hội chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia tổng kiểm toán nhà nước tổng thư ký quốc hội còn các chức danh quan trọng của nhà nước như thủ tướng chính phủ chủ tịch nước chủ tịch quốc hội v v đều có sự thay đổi thì theo lệ thường quy trình nhân sự cấp cao sẽ diễn ra theo các trình tự như sau ban đầu ban chấp hành trung ương sẽ bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng vào các chức danh tại hội nghị trung ương sau khi được trung ương đảng thông qua nhân sự đó sẽ được đưa ra để quốc hội thực hiện thủ tục phê chuẩn và bổ nhiệm vậy tại sao trên mạng xã hội trong những ngày qua tại các diễn đàn chính trị dân cư mạng ban tán rất sôi nổi rằng quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường này để sẽ diễn ra và xem xét công tác nhân sự đồng thời có tin cho rằng ông tổng bí thư của đảng cộng sản việt nam có nhiều dấu hiệu cho thấy là sắp nghỉ theo giới quan sát có một biểu hiện rất rõ nét đó là việc tổng bí thư nguyễn phú trọng từ đầu năm 2024 không xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Lần cuối cùng Tổng Bí thư xuất hiện tại hội nghị đại hội biểu đại hội toàn quốc của Hội nông dân Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 26 tháng 12. Đáng chú ý, ông Nguyễn Phú Trọng đã không tham dự và phát biểu tại một hội nghị quan trọng của chính phủ và các lãnh đạo địa phương thường niên. Tổng Bí thư, Già Nua của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ trái với điều lệ của đảng. Được biết tại hội nghị chính phủ và chính quyền địa phương các tỉnh, thành phố trên cả nước vào năm 2024, hội nghị này có đầy đủ các ban bệ, các ủy viên bộ chính trị, thành viên ban bí thư vân v Ngoài ra còn có các ủy viên trung ương đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành, các cơ quan trung ương, bí thư thành ủy, tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Tuy nhiên không có sự hiện diện như thường lệ của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong lễ khai mạc hội nghị này, ban tổ chức đã thông báo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời chúc mừng đến hội nghị và đánh giá kết quả của năm 2023 có thể nói cao hơn năm 2022. Đồng thời, Tổng Bí thư còn giao nhiệm vụ cho chính phủ không được chủ quan, thỏa mãn mà phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa để năm 2024 lại có kết quả cao hơn năm 2023 có thể liệt kê ra những sự kiện mà Tổng Bí thư tham gia gần đây theo truyền thông nhà nước đưa tin cụ thể như sau. Vào ngày 19 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ngoại giao lần thứ 32 với chủ đề phát huy vai trò tiên phong xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững chắc, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Sáng ngày 20 tháng 12 năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị vào năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này. Vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn chủ trì hội nghị lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội vào năm 2023. Xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ vào năm 2024. Và lần cuối cùng, Tổng Bí thư xuất hiện tại Đại hội đại biểu toàn quốc nông dân Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 26 tháng 12. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuất hiện lần cuối tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội nông dân Việt Nam vào ngày 26 tháng 12. Công luận cho rằng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bước sang tuổi 80. Hiện nay, ông được nắm giữ rất nhiều vụ cũng như quyền lực hàng đầu của bộ máy đảng và nhà nước Việt Nam, bao gồm Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực, vân vân. Cũng xin được nhắc lại, cũng do tuổi cao sức yếu, vào ngày 14 tháng 4 năm 2019, trong chuyến thăm kinh lý tới Kiên Giang, quê hương của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng một tai nạn đã xảy ra đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 75 của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng đã bị đột quỵ thể nhẹ, sau đó phục hồi sau khoảng một tháng. Tuy nhiên, di chứng vẫn còn đó. Ông vẫn rất yếu và đi lại phải có người dìu. Người ta vẫn thường nói người già như trái cây chín vậy như ngọn đèn tàn trước gió. Đây là lý do khiến dư luận lo lắng rằng sức khỏe của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề bất chấp các đồn đoán cho rằng các bác sĩ Trung Quốc đảm bảo ông Trọng sẽ thọ trên trăm tuổi, như tuổi thọ của đa số lãnh đạo tại Bắc Kinh. Quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Quốc hội chuẩn bị kỳ họp bất thường vì sao rộ tin đồn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sắp nghỉ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề. Làm thế nào để chấm dứt việc tổng trọng tự tung tự tác hại dân bảo vệ quan tham? Trong thời gian gần đây, tình trạng các quan chức tham nhũng nhanh chóng xin nộp tiền khắc phục hậu quả trước khi tòa tuyên án đã trở nên hết sức phổ biến. Nghi can Trần Văn Hiệp, Chủ tịch tỉnh Lâm Đồng chỉ một ngày sau khi bị khởi tố bắt giam đã nhanh nhẩu nộp ngay 4,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Hay trước đó, trong vụ án Hạc Thành Thâu ở Thanh Hóa, các bị can là cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến và cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng, mỗi người đã nộp 22,5 tỷ đồng. Toàn cảnh phiên tòa sơ thẩm đại án Việt Á diễn ra bà Đinh Cẩm Vân, cựu giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa đã nộp 10 tỷ đồng. Ngoài ra, các bị can có liên quan còn lại trong vụ án ở Thanh Hóa cũng đã nộp tiền khắc phục sai phạm. Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết tổng số tiền khắc phục sai phạm trong vụ án này là 55,8 tỷ đồng. Công luận thắc mắc và đặt câu hỏi với mức lương và phụ cấp bình quân của một lãnh đạo cấp tỉnh, ví dụ như bí thư tỉnh ủy cũng không quá 30 triệu đồng mỗi tháng vậy họ lấy đô ra tiền để mà khắc phục hậu quả hàng chục tỷ đồng nhanh đến thế và câu trả lời đó là chính những đồng tiền do tham nhũng và nhận hối lộ mà có việc các quan chức tham nhũng may mắn nộp tiền khắc phục hậu quả là chủ trương mới và sáng tạo của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng đó là chủ trương cán bộ nào đã có sai phạm rồi tự giác xin thôi tự giác xin nộp lại tiền thì mình miễn xử hoặc xử nhẹ vấn đề này còn được Bộ Chính trị và Ban Bí thư nghị quyết hóa theo yêu cầu của Tổng Bí thư, đó là thông báo số 20 BBT vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị cho phép lãnh đạo từ Ủy viên Trung ương trở lên nếu chót tham nhũng nhưng khắc phục được 2 phần 3 hậu quả gây ra và chủ động xin thôi chức sẽ được miễn truy tố hình sự. Ngoài ra, việc xin nộp tiền bồi thường trước khi tòa tuyên án được coi là yếu tố giúp cho các quan tham được nhẹ tội nghị quyết số 03 BBT 2020 về việc thu hồi tài sản tham nhũng có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2021 có ghi rõ như sau. Nếu người phạm tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ trong quá trình tố tụng chủ động nộp lại ít nhất 3 phần tư tài sản tham ô nhận hối lộ sẽ không áp dụng mức cao nhất của khung hình phạt mà người phạm tội bị truy tố xét xử kể cả mức án tử hình cũng sẽ được hạ xuống trung thần trong khi luật pháp việt nam hiện hành vẫn quy định việc nộp lại tiền tài sản do bị cáo phạm tội mà có là điều bắt buộc không được sử dụng tình tiết để giảm nhẹ cựu bí thư tỉnh ủy tỉnh bến tre ông lý đức thọ bị công an khởi tố bắt giam mới đây nhà báo trần thanh cảnh đã có một sa trên facebook cá nhân với tựa đề khi quan tham nộp tiền thì được nhẹ tội đã cảm thán như sau. Quan tham chẳng may bị lộ một vụ, bị bắt ra tòa, kết luận điều tra vụ ấy gây thiệt hại cho nhà nước XIZ đồng. Quan bèn nhắn bảo người nhà trích ngân lượng đem nộp đổ vào ngân sách XIZ đồng, gọi là khắc phục hậu quả. Tòa khen có tinh thần. Cụ chủ lo bảo thế là được, ta chống tham nhũng đặc thù Việt Nam rất chi là nhân văn. Niên nay quan chẳng may số nhọ hơi đen, quay vào ô mất lượt bị lộ một số vụ bay ghế đi tù điền bổ thiệt hại thì cũng có bằng cái lồng ngỗng đã chén được từ xưa tới nay đâu. Nhà báo Trần Thanh Cảnh kết luận nếu vô tư đi, thoải mái đi, đây con dai, lai dai trong trại ít hôm như đi chỗ ngủ chỗ khác thôi mà, rồi mai này ta lại vung vinh. Bởi thế ở dưới tham nhũng kiểu gì, tham nhũng vẫn ổn định và phát triển mãi mãi mà thôi. Trong vấn đề chuẩn bị nhân sự cho các kỳ đại hội đảng, các khóa 12-13 lúc đó, Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, trên cương vị trưởng tiểu ban nhân sự đã nhiều lần nhấn mạnh như sau: Không để lọt vào trung ương cán bộ kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà đất tài sản không nguồn gốc. Nhưng các đại án gần đây được đưa ra xét xử, hầu hết đều là các nhân sự được tuyển chọn kỹ càng, khoa học theo quy trình 3 năm 7 bước, mong trọng vẫn tự hào Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng vẫn ngồi trên ghế. Trường hợp của cựu Bí thư tỉnh ủy Bến Tre, Lê Đức Thọ, khi mới bị khởi tố bắt giam gần đây, có tài sản lên tới 3.000 tỷ đồng tiền gửi trong ngân hàng và 1.000 tỷ đồng cổ phần cổ phiếu đầu tư là một ví dụ. Điều đó cho thấy mức độ giàu có của đa số các quan chức lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là không thể tưởng tượng được cũng như việc quan chức giàu nhanh với nhiều tài sản không rõ nguồn gốc nhưng lại công khai giữa thanh thiên bạch nhật mà không hề bị xử lý. Do vậy, theo giới chuyên gia, nhà nước Việt Nam cần áp dụng nghiêm ngặt đúng và đủ luật pháp hiện hành, phải có những bản án tù trung thân tuyệt đối không được giảm án để tăng tính giàn đè. Cần sửa luật để tịch thu toàn bộ tài sản bất minh khi chủ nhân không giải trình được xuất xứ để mà sung công. Có như vậy mới tránh được tình trạng tổng bí thư trọng tự tung tự tác hại dần bảo vệ cho quan tham như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thể Báo d với bản tin làm thế nào để chấm dứt việc tổng trọng tự tung tự tác hại dần bảo vệ quan tham nhũng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thể Báo d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời Báo. Chấm đề.